Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Khởi tố hai cán bộ công an liên quan đến vụ cháy tại quán karaoke An Phú. Nguồn tin của phóng viên Vietnamnet chiều tối nay mùng 7 tháng 10 cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương vừa có quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trung tá Nguyễn Duy Linh, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Thuận An. Cùng với đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đại úy Nguyễn Văn Võ, cán bộ của đội này. Hai cán bộ này bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan đến vụ cháy tại quán karaoke An Phú vào ngày 6 tháng 9 vừa qua khiến 32 người chết. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã bắt giam ông Lê Anh Xuân, sinh năm 1980, chủ quán karaoke An Phú để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra vào tối ngày 6 tháng 9, làm 32 người tử vong, nhiều người khác bị thương. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở này có nhiều sai phạm trong quá trình hoạt động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.